Theo tài liệu điều tra, năm 2013, Jonathan mở quán bar Jojo. Tuy nhiên do công việc kinh doanh khó khăn ít khách, nên tháng 7 năm 2017, để gia tăng lợi nhuận, Jonathan mua cần sa của một đối tượng người nước ngoài, sau đó chỉ đạo cho nhân viên là Nguyễn Thanh Bình, 26 tuổi và Trần Tuấn Minh, 26 tuổi, bán trực tiếp cho khách sử dụng ngay tại quán. Với việc làm bất hợp pháp này, mỗi tháng Jonathan thu lợi nhuận khoảng gần 100 triệu đồng. Qua công tác trinh sát nắm tình hình, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với công an phường Hàng Buồm đã bất ngờ kiểm tra, bắt giữ các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật có liên quan.